dấu xác nhận kỳ lạ trong thông báo mới nhất của ông Thích Minh Tuệ. Gần 100 chiến sĩ công an triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng. Loạt tội trạng của 11 cán bộ ở Quảng Bình vừa bị công an khởi tố. Đi xe máy vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nam thanh niên đưa ra lý do gây ngỡ ngàng. Bão số 9 chưa từng có tiền lệ trong nhóm siêu bão mạnh nhất hành tinh, mắt bão mở to. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 11, ông Lê Anh Tú, tự nhận pháp danh Thích Minh Tuệ, 44 tuổi, trú tại thôn 6, xã Lato, Hla Grai, Gia Lai đã có thông báo viết tay về việc bản thân sẽ ngừng đi khất thực. Thông vào với chữ viết tay của ông Thích Minh Tuệ còn có xác nhận của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tâm Thiên Định Tuệ, Xe Lai, công ty có người nhà của ông tham gia, với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan, phó giám đốc công ty. Trong thông báo này, ông Minh Tuệ tiếp tục xưng con. Ông cho biết bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, song vì điều kiện xã hội, an ninh chính trị phức tạp chưa phù hợp với việc học tập theo hạnh khất thực. Vì vậy, ông Minh Tuệ nhấn mạnh chỉ học tập khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người đi khất thực vào bộ hành. Cũng trong thông báo này, ông Minh Tuệ khẳng định việc đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ, cũng như người đứng hai bên đường chào đón, kêu gào bởi vừa gây ồn ào lại không đúng với tránh pháp. Vì vậy, bản thân ông sẽ tạm thời cho đi khất thực nếu tình trạng này còn diễn ra. Ông Minh Tuệ cũng mong rằng mọi người kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp. Mong mọi người giúp đỡ. Thời gian gần đây, khi ông Thích Minh Tuệ trở lại quê nhà, thực hiện việc tu tập, hàng ngày khất thực ở gần nơi ông tu tập, nhiều người dân ở Gia Lai và các tỉnh đã đến tận nơi để chứng kiến ông đi khất thực, được tận mắt thấy và đánh lệ. Ngày 17 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố Đà Nẵng thông tin vừa đánh sập một đường dây đánh bạc liên tỉnh với quy mô 2.000 tỷ đồng từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, phòng an ninh mạng phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố, số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng hình sự cộng cán, danh mãnh cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ dây hàng chục con bạc ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tham gia cá độ bóng đá. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng an ninh mạng phối hợp với công an quận Hải Châu tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm đấu tranh bóc gỡ. Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 16 tháng 11, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 12 tổ, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 12 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Duy Khanh, 45 tuổi, Trần Thanh Long 34 tuổi, Trần Minh Châu 45 tuổi, Nguyễn Hữu Huy 50 tuổi, Hồ Gia Hân 33 tuổi, cùng chú quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Trần Hoài Nam 42 tuổi và Nguyễn Văn Lạc 49 tuổi, cùng chú quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Trần Minh Sơn 42 tuổi và Phạm Sĩ Thành 44 tuổi, chú quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Gia Phúc 35 tuổi, chú quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và Trần Quốc Chí 42 tuổi, chú quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cùng Trần Trọng Đức 40 tuổi ở huyện Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh. 12 đối tượng này đều là đối tượng xã hội cộng cán, có nhiều tiền án tiền sự, ngoan cố không thừa nhận. Tuy nhiên, trước tài liệu chứng cứ rõ ràng và tinh thần đấu tranh quyết liệt của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng và công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Đấu tranh bước đầu, nhóm này khai nhận khoảng tháng 5 năm 2024 Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo chưa rõ nhân thân lai lịch để lấy một tài khoản cấp siêu tổng Supermaster trên nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã V39B1 có hạn mức là 900.000 yên Nhật. Sau khi có tài khoản, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác, hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý Master, tổng Agent và thành viên Member để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới. Từ tháng 5 năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc đã được phòng an ninh mạng phối hợp với công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý triệt đề các đối tượng trong đường dây này. Ngoài ra trong quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an cũng đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh. Tối ngày 17 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, vào 15 giờ 40 phút cùng ngày, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 khi tuần tra kiểm soát khu vực km 52 Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã phát hiện hai thanh niên chạy xe máy trên cao tốc. Ngay lập tức, Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng tuần đường của công ty VIDIFI đơn vị quản lý tuyến đường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ dừng được phương tiện này. Qua xác định ban đầu, người điều khiển xe máy là Hà Mạnh Hát, 19 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, tổ công tác đội 2 Cục Cảnh sát Giao thông, sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với lái xe Hát, với hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, điều khiển xe không có đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm và tạm giữ chiếc xe máy nêu trên. Với các hành vi vi phạm trên, lái xe Hà Mạnh Hát sẽ bị phạt tiền hơn 3,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày làm việc. Tại cơ quan công an, anh Hà Mạnh Hát trình bày, sáng cùng ngày anh Hát điều khiển xe máy đi từ huyện Cát Bà về thành phố Hải Phòng. Do đi theo chỉ dẫn của phần mềm Google Maps nên anh Hát đi nhầm vào đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Về sự việc, anh Hát cho hay, tôi nhận thức được việc điều khiển xe máy vào cao tốc là rất nguy hiểm. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm. Ngày 17 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận Vừa khởi tố 11 cán bộ lãnh đạo các cơ quan ở các huyện thị thành phố có liên quan đến công ty cây xanh Công Minh. Những người này có vai trò chủ yếu là chủ đầu tư các gói thầu trong đại án cây xanh. Hành vi bị khởi tố là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình thực hiện khởi tố bắt giam với 9 bị can theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự, gồm Trần Văn Sự, sinh năm 1972 trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa. Nguyễn Hữu Kiền, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch. Dương Thanh Hải, sinh năm 1981, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch. Phạm Công Giáp, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn. Trần Văn Tuyến, sinh năm 1964, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh. Nguyễn Viết Sơn, sinh năm 1972, Trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy, Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1979, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1975, trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Trương Công Nguyên, sinh năm 1982, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1976, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Đinh Xuân Tiến, sinh năm 1964, giám đốc ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa. Quảng Bình là một trong hàng chục tỉnh thành có liên quan đến đại án cây xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra. Riêng tại Quảng Bình, vụ án này được giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp điều tra. Đến thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cây xanh Công Minh và các tỉnh thành phố. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Bộ mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Về kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định công ty cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án sau khi giá hợp đồng được phê duyệt. Công ty cây xanh công minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của công ty cây xanh công minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Kết quả ra soát cho thấy có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cây xanh công minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng và đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 17 tháng 11, bão Manji đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2024. Đổ bộ với sức mạnh khó tin, mà đổ bộ không chỉ một lần, siêu bão Manji đã khiến hơn nửa triệu người Philippines phải đi sơ tán. Cơ quan khí tượng Philippines thông báo, gió giật của siêu bão Manji đã đạt tới 325 km h Theo trang CNN, Manji là một trường hợp chưa từng có tiền lệ vì nó là cơn bão thứ tư đổ bộ trực tiếp vào Philippines chỉ trong chưa đầy 2 tuần. Ngoài ra, Đường đi của cơn bão này cũng lệch về phía Nam nhiều hơn hẳn những cơn bão thông thường khi đi vào Philippines. Điều này khiến Manji có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Nói về khả năng tàn phá của siêu bão Manji, ông Ray Josia Echano, một nhà chức trách về phòng chống thiên tai ở tỉnh Notte Sama, Philippines nói với trang AFP rằng Khi có một cơn bão như thế này, nó đưa chúng tôi trở về thời trung cổ. Chúng tôi lại trở về vạch xuất phát. Sự thay đổi đáng sợ của bão Manji khủng khiếp đến mức nên nó vọt lên nhóm siêu bão mạnh nhất hành tinh năm 2024. Siêu bão Manji là siêu bão cấp 5, thứ 5 trên toàn cầu trong mùa bão năm 2024. Trên ảnh vệ tinh, bão cũng đã cho thấy mắt bão khá to tròn, điểm mây và vòng hoàn lưu khá rộng và cân đối trước khi nó tiến vào càn quét đảo Lưu Dông. Dự báo sau khi bão đi vào Biển Đông, cường độ bão Manji sẽ suy yếu nhanh và ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khi bão vào Biển Đông, do tương tác với không khí lạnh nên cường độ và hướng di chuyển của bão Manji sẽ còn có những thay đổi khó lường. Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines, Pagasa về siêu bão Manji phát hành lúc 14 giờ chiều 17 tháng 11 cho biết, tâm siêu bão đang di chuyển ở vùng nước ven biển Bale, Aurora. Sau khi đổ bộ Philippines, siêu bão Manji nằm trong top 5 mạnh nhất hành tinh năm 2024 sẽ băng qua phần phía bắc của Trung Luzon và phần phía nam của Bắc Luzon căn quét các vùng cao của Sierra Madre, Caraballo và Cordillera Central. Các dự báo bão trong nước và quốc tế đều khẳng định siêu bão Manji đổ bộ đất liền Philippines ở cường độ siêu bão. Khi trở thành cơn bão mới nhất trên Biển Đông, siêu bão Manji sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc trong ngày 18 tháng 11. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Manji còn nguy hiểm hơn bão số 3, siêu bão Yaji. Theo đo của các cơ quan hàng đầu về thời tiết là Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, JTWC của Mỹ, và cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA. Siêu bão Manji còn mạnh hơn bão số 3, tức siêu bão Hag, trở thành cơn bão mạnh nhất châu Á năm 2024 tính đến thời điểm này. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mực nước biển dâng cao với những nguy cơ nghiêm trọng. Nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ. Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác vì những cơn bão dự kiến sẽ gây ra lượng mưa lớn và làm mực nước ở đập dâng cao, gây thêm rủi ro cho các cộng đồng ở hạ lưu. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ xác định Manji ở cường độ siêu bão cấp 5, theo thang báo báo Safia Simpson. Ông Ariel Nepomuceno, người đứng đầu văn phòng phòng vệ dân sự cho biết, bão Manji có thể gây mưa lớn và gió mạnh, dẫn đến lũ lụt và nước dâng. Mực nước biển có thể dâng hơn 3 mét ở các khu vực ven biển Luzon, gây đe dọa tính mạng. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết, bão Manji đã đổ bộ vào tỉnh đảo Thưa Dân, Catanduanes, với sóng cao tới 14 mét và sức gió giật lên tới 325 km h Dự báo bão sẽ mang theo các đợt sóng cao tới 3 mét, đe dọa thủ đô Manila và các vùng ven biển khác. Từ trước bão Manji, điện trên đảo Cataduanes đã bị cắt, các nơi trú ẩn và trung tâm chỉ huy phải sử dụng máy phát điện. Dự báo chiều 18 tháng 11, bão Manji sẽ quét qua Luzon, hòn đảo đông dân nhất và là động lực kinh tế của Philippines. Với cường độ có thể vẫn ở mức siêu bão, cơ quan núi lửa cũng cảnh báo mưa lớn do Manji đổ xuống có thể gây ra dòng trầm tích núi lửa hay còn gọi là bùn từ ba ngọn núi lửa bao gồm cả Tạ An phía nam Manila. Hiện tại siêu bão Manji vẫn giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 km/h và hướng vào vùng biển miền trung nước ta, biển động dữ dội. Dự báo đến 13 giờ ngày 18 tháng 11, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 117,0 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20 km h đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 11, vị trí tâm siêu bão Manji ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km h và tiếp tục suy yếu. Để chủ động ứng phó với siêu bão Manji, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi một số bộ ngành vào Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển, 17 tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Bình Thuận văn bản về việc ứng phó với bão Manji. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ ngành, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 14 đến 19 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông. Trong 48 giờ tới là từ 15 đến 21 độ vĩ bắc, 113,5 độ kinh đông. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo các bản tin dự báo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành ven biển kể trên cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, người dân nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và hiệu quả. Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với diễn biến của bão, trực ban nghiêm túc 24 trên 24 thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra, khảo sát địa bàn để truy bắt con cá sấu nổi trên sông Bằng Lăng. Từ đêm ngày 16 tháng 11, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp như đặt mồi nhử, dùng ghe cào, răng lưới để dẫn dụ và bắt cá sấu, truy tìm xuyên đêm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của nó. Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 16 tháng 11, người dân phát hiện con cá sấu dài khoảng 1,5 mét, nặng từ 30 đến 40 kg, đang bơi trên đoạn sông Bằng Lăng, thuộc ấp Canh Đứng, xã Tân Ninh. Sau đó, người dân chi hô và tổ chức vây bắt, tuy nhiên con cá sấu nhanh chóng lặn mất nên họ buộc phải báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh và cơ quan chuyên môn huyện Tân Thạnh vẫn tiếp tục tuần tra các tuyến kênh để sớm bắt được cá sấu, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương thông báo rộng rãi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt không để trẻ em bơi lội dưới kênh, báo tin ngay cho Ủy ban Nhân dân hoặc Công an xã nếu phát hiện cá sấu. Trước đây, người dân ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cũng từng nhìn thấy một con cá sấu có kích cỡ tương tự nằm trên bờ kênh Bảy Thước. Sau khi bị phát hiện, con cá sấu nhanh chóng trườn xuống kênh và biến mất, gây lo lắng cho những người sống trong khu vực.